Ok, Tuấn David, hello anh em nha. Hôm nay video này mình chia sẻ trả lời một câu hỏi cho anh em. Hỏi những điều rất là đơn giản nhưng mình vẫn dành thời gian để trả lời. Sắp xếp có những câu hỏi mình ưu tiên trả lời trước, có những câu hỏi các anh em vui lòng đợi từ từ nha. Rồi, cái câu hỏi này có lẽ là của một anh chàng mới vào nghề hoặc là một anh chàng cũng có thời gian vào nghề rồi nhưng mà lười chưa tìm hiểu, hoặc là có bà con họ hàng xa với kiến thức âm thanh. Xin lỗi là Tuấn David nói vui chứ không có cái ý kiến mà coi thường anh hay là cái gì đâu. Ok, bây giờ mình vào câu hỏi ngay. Anh Tuấn cho em hỏi tại sao khi em ghép mixer xuống lọc như tiếng micro lại mềm nhẹ nhàng, em luôn để những cần gạt của lọc ở mức không? Khi không cho lọc tiếng lại lên hơn anh. Đó, cái câu hỏi này nghe rất là ngộ. Nhưng mà bởi vì sao nó xuất phát có câu hỏi này? Bởi vì anh không chịu coi những video khác trong kênh của Tuấn chia sẻ. Mình chia sẻ rất là đầy đủ rồi. Cái lọc xì tức là cái equalizer, mà equalizer là gì thì đã có cái video gắn thẻ tại đây rồi, anh em xem lại. Không chịu xem thì cứ đặt câu hỏi. Nhưng mà mình hiểu cái câu này, mình giải thích thêm một xíu, video ngắn thôi, nhanh gọn cho anh em. Rồi, tại vì cái lọc á thì nó là một cái equalizer, một kiểu equalizer tức là GEQ, Rapid EQ. Trên bản thân cái lọc mình vẽ như này cho anh em xem đi. Đó. Rồi, ok. Đây. Hai tầng như này. To như này là cái lọc. Ok chưa? Đó. Thì tại sao có nhiều anh em á là không chịu tìm hiểu tất cả những cái nút ở trên này, cứ vội cắm vào xài, cắm hai cái jack vào để hai cái jack ra. Rồi cắm vào như thế trong não nghĩ là nó hay rồi. Nên thành khi mà nó chênh lệch quá nhiều á, bắt đầu xảy ra cái sự hỏi. Tất cả những cần này để ở giữa hết, không điều chỉnh hết. Tại sao mà chúng ta tắt đi hoặc chúng ta rút dây ra nó lực hơn anh Tuấn? Bởi vì trên này nó có những nút, ví dụ như có những nút on, off đó, hoặc là nó có những cái nút in, out. In tức là nó vào đây nó sử dụng, nó mở nè. Out là nó không vào đây, nó đi ra thẳng. Nhấn cái out của nó to hơn, nhấn cái in của nó nhỏ hơn, hoặc là nhấn cái out nó đủ bass hơn, và nhấn cái in thì nó bị lép bass, nó không lực. Thì do trên này nó có những nút căn bản nè. Nó có thể có cái nút lever, cái chữ lever hoặc là cái chữ volume tức là tống của từng kênh. Còn những cái đường, cái kênh nhỏ này á, cái gạt nhỏ này là chính cho từng cái tần số, nó ghi rõ trên này rồi. Còn đâu đó phía bên này hoặc phía bên này nó có những cái nút mà trong cái thuật ngữ cái video mình gắn thẻ đó, anh làm ơn xem lại đi. Ví dụ nó ghi chữ L. Cái này cũng hết mực rồi anh em thông cảm, nó ghi chữ LBF. LBF tức là low pass filter, tức là cắt chép. Nó cái chữ này nó bằng cái chữ là HF và nó cũng bằng cái chữ là hai kết luôn. Đó. Thì nếu mình LBF là cắt chép, mình nhấn cái nút này mình chỉnh nó cái tần số nó mà nó cắt bớt cái chép, thì vô tình mình cái EQ này khi mình mở lên mình dùng nó thì chép nó mờ hơn. Mà ngược lại dưới này nó ghi chữ H B F tương đương với cái chữ đây là L F và cũng đồng ý tương đương với mình đây là L C luôn, là low cut, low filter và high bass filter là lọc bỏ qua phần chép, tức là cắt súp. Nếu chẳng may mà tính năng nó đang on lên, nó cắt ở cái tầng 50 Hz chẳng hạn, 70 Hz chẳng hạn, thì tiếng rõ ràng là khi qua này nó bị mỏng hơn, nó không lực. Còn khi chúng ta tắt phải rút dây cắm thẳng qua nó lực hơn. Đó là những cái câu hỏi rất là không nên hỏi, nhưng mà mình làm video này để nhấn mạnh vào anh em là không chịu tìm hiểu bất kỳ một cái gì hết á, cứ lên là hỏi. Mình đã dọn sẵn ở những cái video khác rồi, cái video mình gắn thẻ lúc nãy đó là trong cái danh sách phát học chỉnh âm thanh, thì nó có equalizer là gì. Khi chúng ta thuộc hết các cái thuật ngữ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hỏi nữa. Nhưng cái nhược điểm của anh em là không chịu xem video, cứ vào là hỏi. Trong kênh Tuấn David, nếu mà anh em chịu tìm, một anh em nào điềm tĩnh mà chịu tìm hiểu, cứ coi mình là chưa biết gì, mình chịu tìm hiểu kỹ, thì ít ra anh em đã biết cách vận hành âm thanh rồi, chưa cần học ở đâu mà cao sang cái gì đó. Nhưng mà rất tiếc là một số anh em không có xem, thấy nó đơn giản không xem, rồi cứ nhảy vào là hỏi. Từ chỗ đây mình nói thêm một xíu nữa, có những ông là cứ lắp cái EQ vào là cái thằng tới nó chỉnh cho mình, nó để y như trang như vậy. Đây, có những ông là đánh mono, ở trên này là đánh full. Ok, đánh full, dưới này là đánh sub. Rồi, thì nó chỉnh, trên này nó chỉnh y như vậy. Cái là loa full rụng hoài, chắc có nghĩa là loa full bị cháy miết. Trên này nó có để tính năng là hát,
BF tức là các bát á, mà nó chỉ có để cho cái bạn ấy là các 30. Cái chữ màu rì canxi á, F R canxi nó các 30 thôi. Cái giải tầng bát này nó hoạt động trong lo full rất là nhiều, sấp dưới này là được rồi. Mình khoan nói nói chuyện lệch pha hay không, chú ý ở đây là người dân người ta đánh như vậy đó. Cái anh này đánh như vậy á, sấp anh cắt qua đây, full cắt qua đây. Thì mình vô tình mình đi đàn, mình đi chơi gặp, thì anh bảo, anh tâm sự anh bảo là loa của em nó hay cháy lo full đó anh tức. Mình liếc nhìn thiết bị của anh có những gì thì thấy trong mixer nó xuống như cái này. Rồi. Mình thấy mình để anh chỉnh lại cho xíu. Thì cái nút recency này, cái chữ đây nè, F nè. Hết mực rồi các bạn thông cảm. Cái chữ F R E đó, là recency. Nó để thấp quá, nó để ở 30 Hz. Mình tăng nó lên cho tới 90 100. Rồi mình đánh ok ổn định, mình nhìn liếc thấy cái màn loa full, nó là loa full không có lưới, có lưới sắt thôi, có lỗ, nhìn thấy cái màn loa, thấy cái loa nó ít nhồi rồi, bởi vì bass nó ít vào rồi. Được, ok, ngang đó vận hành được anh. Mới nói vừa xong, một lúc sau, 5 phút thôi, là anh mình liếc sang mình thấy cái tay anh lại chạm vào cái nút frequency này, trả về con số 30 Hz, 30 Hz đó. Thì chỗ này là có một cái dấu chấm nhỏ, cây bút bút xóa làm dấu anh em, màu trắng. Thì đó là qua cái video này mình cảm thấy là câu hỏi này nó cũng không có gì đáng để trả lời. Nhưng mà mình, tại sao mình trả lời ở đây là mình nhắc nhẹ anh em á, là hãy tìm hiểu kỹ trước khi hỏi. Kiến thức rất là nhiều, vô vàng trên mạng chia sẻ, trong đó kênh của Tuấn Vít chia sẻ cũng rất là nhiều. Nhưng những cái nhỏ như vậy anh em mãi không hiểu, bởi vì không muốn tìm hiểu và không chịu hiểu. Nó đơn giản, trong cái chương âm thanh của mình có rất là nhiều cái nút này để làm gì. Chỉ cần sai một nút nào đây này thôi là âm thanh nó qua đây nó sẽ khác liền. Các bạn cắt bớt bass thì làm sao qua cái lọc này nó còn lực được nữa. Các bạn cắt bớt chép thì làm sao tiếng chép qua cái lọc này nó còn sáng được nữa. Nhưng mà khi không hiểu á, thì cái thằng bán cho mình nó chỉnh ngang đó. Cứ để như vậy mà dùng loa cháy vẫn recency cắt bass ở mức 30 Hz. Cái loa full làm sao chịu nổi lâu dài, đúng không? Khi mình chỉnh lại cho 90 Hz, 100 Hz rồi, thả tay ra đánh nhạc 5 phút liếc qua thấy hắn chỉnh lại ngay con số 30. Não có vấn đề. Không biết mà cứ mặc định theo cái thằng đó thì theo cái thằng đó cho luôn, cho hỏi Tuấn David làm chi, hiểu không? Thành ở cái video này mình chia sẻ vui, nhưng mà mình muốn lồng ghép, mình nhấn mạnh cho anh em á là đừng bỏ qua những kiến thức nhỏ nhặt. Mặc dù mình đã có biết sơ sơ nhưng chưa chắc, hãy cố gắng coi lại từ từ để cập nhật đầy đủ. Rồi, ok, video ngắn chia sẻ trả lời câu hỏi cho anh em này, và cũng đồng thời nhắc nhẹ anh em á là củng cố kiến thức theo một cách chậm rải chắc, đừng bỏ qua, đừng nhảy cốc. Ok, anh em cảm thấy video hữu ích thì cho mình xin like, đăng ký ủng hộ kênh, và đừng quên khi có mua hàng thì nhớ ghé website amthanhgiarẻ.com ủng hộ Tuấn David nha. Ok, bye bye anh em.